Nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang là linh hồn của ban nhạc rock Phượng Hoàng vang danh một thời. Nhưng không ai ngờ sau năm 1975, nam nhạc sĩ lại mất tất cả, lần lượt thuộc diện đi cải tạo và ra đi bí ẩn. Đến lúc đã qua đời, sóng gió vẫn bao trùm nam nhạc sĩ khi nổ ra lùm xùm tác quyền bài hát Hãy Yêu Như Chưa Yêu lần nào với tri kỷ Lê Hữu Hà. Tại sao ông lại có thể tiên tri trước sự qua đời của mình? Bài hát cuối cùng ông viết để lại cho vợ là gì? Hôm nay hãy cùng tôi tìm hiểu câu chuyện về cuộc đời của chàng nhạc sĩ tài hoa mà bạc mệnh này. Nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang sinh năm 1947 tại Long Thành, Biên Hòa. Ông là một trong những người tiên phong trong phong trào nhạc trẻ trước 1975, thể loại âm nhạc Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi nhạc rock và pop của Anh và Mỹ trong thập niên 60 và đầu thập niên 70. Cùng với nhạc sĩ Lê Hữu Hà, ông là người đồng sáng lập ban nhạc trẻ Phượng Hoàng vào năm 1970 và đảm nhiệm vai trò tay guitar điện chính cho ban nhạc. Trong bối cảnh âm nhạc Việt Nam thời bấy giờ bị chi phối bởi những bản nhạc ngoại quốc với ca từ và giai điệu xa lạ, Nguyễn Trung Cang và Lê Hữu Hà đã nhen nhóm ý tưởng về một ban nhạc mang đậm bản sắc Việt, hướng đến giới trẻ và thể hiện tiếng nói của thời đại. Những bản nhạc đầu tiên của họ nhanh chóng chinh phục giới trẻ bởi giai điệu mới lạ, ca từ sâu sắc và phong cách không đụng hàng. Không chỉ vui nhộn, sôi động, Phượng Hoàng còn có những bản nhạc trầm buồn thổn thức với khát vọng đổi mới của tuổi trẻ giữa bối cảnh chiến tranh khốc liệt. Nếu như Lê Hữu Hà say mê những giai điệu tươi trẻ, lạc quan, thì Nguyễn Trung Cang lại là bậc thầy của những bản nhạc ám ảnh, đưa người nghe vào hành trình phiêu lưu qua những ngõ ngách tăm tối của tâm hồn. Về nhạc của Nguyễn Trung Cang, Phạm Duy nhận định đó là nhạc tình ảo tình. Âm nhạc của Nguyễn Trung Cang không đơn thuần là giải trí, mà là tiếng nói của một thế hệ trẻ chìm trong bi kịch tinh thần, gánh nặng của chiến tranh và những mâu thuẫn xã hội. Những ca khúc như Phiên Khúc Mùa Đông, Thương Nhau Ngày Mưa, Dạ Khúc, Đêm Dài, Mặt Trời Đen là những bức tranh chân thực về nỗi buồn, sự tuyệt vọng và bế tắc của con người trước thời cuộc. Thế nhưng, ẩn sau ánh hào quang rực rỡ ấy lại là những kiếp người chìm trong đầy rẫy oan trái của số phận. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến, vì lý do chính trị mà tâm trạng của mỗi một người đều khác nhau. Đối với nhạc sĩ Cang, tâm huyết của ông là ban nhạc Phượng Hoàng phải tan rã vì thời cuộc chỉ sau 4 năm hoạt động, các thành viên mỗi người một phương trời. Như những nghệ sĩ khác, nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang cũng gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống sáng tác bởi phải làm quen quy định mới dành cho sáng tác. Nhưng trớ trêu hơn cả, bi kịch của ban nhạc rock đầu tiên ấy bắt nguồn từ một sự hiểu lầm tai hại. Cái tên Phượng Hoàng vô tình gắn liền với kế hoạch Phượng Hoàng, một chiến dịch quân sự gây tranh cãi trong thời chiến tranh. Việc này khiến ban nhạc khó duy trì hoạt động và vướng vào những rắc rối to, đặc biệt là hai nhạc sĩ đầu đàn, Nguyễn Trung Cang và Lê Hữu Hà. Vào thời điểm nhạy cảm ấy, Nguyễn Trung Cang vô tình bị cuốn vào vòng xoáy chống đối chính quyền và tham gia cải tạo sau đó. Một số bài hát của ông bị cấm lưu hành vì có những tư tưởng không phù hợp. Nếu có trách, chỉ trách chăng là nền âm nhạc thời ấy dính líu và bị chi phối bởi chính trị quá nhiều mà chưa có sự rạch ròi trong tư tưởng. Nói về nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang, Nguyễn Sang Thế Giới Nghệ Sĩ bày tỏ sự tiếc nuối khi ông chọn ở lại Sài Gòn. Niềm đam mê sáng tác âm nhạc của ông cũng bị chững lại từ đây. Vận hạn này chồng vận hạn khác, ông trở về với cát bụi khi chỉ mới 38 tuổi. Cái chết của ông trong trại cải tạo năm 1985 đến nay vẫn là ẩn số, không ai biết chính xác lý do là gì. Theo lời kể của người bạn thân thiết Lê Huy, Nguyễn Trung Cang qua đời tại cư xá cạnh chùa Xá Lợi vì căn bệnh suyễn do cơ thể suy yếu và thiếu thốn dinh dưỡng. Tuy nhiên, có nguồn tin khác lại cho rằng ông trút hơi thở cuối cùng trong cảnh nghèo khó bệnh tật tại một trại cải tạo hẻo lánh, để lại người vợ và hai cô con gái thơ. Cuộc sống của gia đình của nam nhạc sĩ không tránh khỏi những thử thách cam go. Khi gánh nặng tài chính đè nặng lên đôi vai người vợ tảo tần phải bươn chải, tất bật với gánh hàng để lo cho gia đình, cô con gái phải vừa đi học vừa phụ mẹ. Lúc còn sống, dường như chính ông cũng tự linh cảm về sự ra đi của chính mình và sáng tác bài hát dành cho người vợ yêu quý, còn yêu em mãi. Ca khúc như lời trăn trối đầy xót xa, tuyệt vọng của kẻ si tình trước số phận nghiệt ngã, được viết trong rừng sâu. Chỉ vài tháng sau khi ca khúc được hoàn thành, ông đã qua đời vì kiệt sức. Âm nhạc của ông, như những lời tiên tri đầy ám ảnh về một kết thúc bi thương, đã trở thành lời trăn trối có thật, day dứt lòng người. Bài hát vốn dĩ không được biết đến, bởi lúc đó ca khúc này không được phép hát trong nước.
Ai ngờ, một thành viên của ban nhạc Phương Hoàng đã đem bài hát bán bản quyền cho ban nhạc hải ngoại và dùng chính số tiền này để gửi lại cho cố nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang. Nhờ đó mà các ca sĩ hải ngoại cho cơ hội hát và thu âm chuyển ngoặt về trong nước, rồi dần dần bài hát được nhiều người biết đến. Ông ra đi khi tài năng còn đang dang dở. Nhạc sĩ Minh Châu đau xót than thở. Rồi chừng nào chúng ta mới lại có một Nguyễn Trung Cang kế tiếp? Năm 2002, dư luận bàn tán sôi nổi về tác quyền giữa hai người nghệ sĩ thân thiết là Lê Hữu Hà và Nguyễn Trung Cang. Bài hát Hãy Yêu Như Chưa Yêu lần nào trở thành bài hát top hit của cả trong lẫn ngoài nước, được ghi danh là tác quyền của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Thế nhưng, đã có nhiều thắc mắc khi ca khúc có điệp khúc giống hệt của bài hát Tình Còn Lất Phất Mưa Bay do người bạn Nguyễn Trung Cang sáng tác. Điều này đã gây đưa đẩy nhiều tin đồn khác nhau, cho rằng Lê Hữu Hà đã đánh cắp tác quyền của Nguyễn Trung Cang với phần nhạc, rồi tự viết một lời khác thay thế. Vì thế, hầu như đi đâu, người ta cũng nghe thấy những lời tranh cãi Lê Hữu Hà và Nguyễn Trung Cang. Ai là tác giả của bài hát Đình Đám Hãy Yêu Như Chưa Yêu lần nào? Ca khúc đã thu hút đông đảo ca sĩ gạo cội như Khánh Hà, Ý Lan, Elvis Phương, Vũ Khanh, Như Mai, Tuấn Ngọc thể hiện và gặt hái thành công vang dội. Năm 1993, Hãy Yêu Như Chưa Yêu lần nào vinh dự lọt top 4 trong danh sách 20 ca khúc được yêu cầu hát nhiều nhất trên đài Little Sài Gòn Radio, minh chứng cho sức hút mãnh liệt của ca khúc đối với công chúng. Nhiều ban nhạc ghi dấu ấn bởi sự góp mặt của Hãy Yêu Như Chưa Yêu lần nào, góp phần thúc đẩy doanh số bán ra. Sự trùng hợp trong giai điệu của hai ca khúc Tình Còn Lất Phất Mưa Bay và Hãy Yêu Như Chưa Yêu lần nào có thể được lý giải qua câu chuyện sau đây. Vào đầu thập niên 1970, ban nhạc Phượng Hoàng được đạo diễn Joe Maxwell mời sáng tác nhạc phim cho tác phẩm Vết Chân Hoang. Nhân lời đảm nhiệm, Lê Hữu Hà đã hoàn thành bản nhạc với sự góp ý về giai điệu từ nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang. Lê Hữu Hà đặc biệt nói rõ, chỉ là về phần giai điệu nhạc mà thôi. Tuy nhiên, do mâu thuẫn về vấn đề bản quyền với Joe Maxwell, Lê Hữu Hà sau đó đã lấy lại bài nhạc và không sử dụng nữa. Nhiều năm sau, Lê Hữu Hà sáng tác ca khúc Hãy Yêu Như Chưa Yêu lần nào. Nội dung có phần giống về nhạc nhưng lời thì được sửa chữa lại nhiều để có thể lách kiểm duyệt. Tại thời điểm sáng tác Hãy Yêu Như Chưa Yêu lần nào, Lê Hữu Hà vẫn chưa từng được nghe ca khúc Tình Còn Lất Phất Mưa Bay của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang. Do vậy, sự tương đồng về giai điệu giữa hai ca khúc này được cho là có thể xuất phát từ ảnh hưởng của lần mà Nguyễn Trung Cang đã tham gia sáng tác cho bài Vết Chân Hoang ngày xưa mà những đoạn ký âm có phần giống nhau. Về sau mỗi người hoàn thành theo một kiểu. Nhạc sĩ Lê Hữu Hà chia sẻ rằng, dù người bạn tri kỷ Nguyễn Trung Cang đã không còn trên cõi đời, nhưng những kỷ niệm đẹp đẽ về quãng thời gian cùng nhau sáng tác nhạc phim Vết Chân Hoang vẫn luôn in đậm trong tâm trí ông. Năm 1992, khi được phép thu âm ca khúc Hãy Yêu Như Chưa Yêu lần nào tại Sài Gòn, Lê Hữu Hà đã có một quyết định đầy ý nghĩa. Ông đề nghị nhà thực hiện in tên Nguyễn Trung Cang cùng với mình trên bìa băng nhạc. Đây không chỉ là lời tri ân cho những đóng góp của người bạn đã khuất, mà còn là cách để Lê Hữu Hà trân trọng và lưu giữ những kỷ niệm không thể nào quên về tình bạn đẹp đẽ của hai người, về những năm tháng thanh xuân đầy ắp đam mê và sáng tạo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện về nhạc sĩ tài hoa mà bạc mệnh Nguyễn Trung Cang. Hãy like, share và subscribe để không bỏ lỡ những câu chuyện hấp dẫn khác về các nghệ sĩ mà quý khán giả yêu thích.